Quý vị và các bạn thân mến, làng Ẻn trước đây vốn là thôn nghèo nhất của xã Chìa Quang, huyện Bảo Thắng. Nhưng hôm nay, vùng quê này đã thực sự thay da đổi thịt, trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của bà con, còn có công sức, cống hiến của những người có uy tín như bà Đặng Thị Phúc. Là người có uy tín, bà Đặng Thị Phúc không chỉ gương mẫu trong học và làm theo bác, mà còn tích cực tuyên truyền vận động bà con làm theo. Với suy nghĩ, muốn người dân tin thì mình phải làm gương, bà luôn nỗ lực phát triển kinh tế, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực vận động bà con xây dựng thôn bản đoàn kết. Gia đình và bản thân tôi lúc nào cũng gương mẫu đóng góp, đấy là mang tính chất tinh thần mà tôi cái gì cũng dạy bảo chị em, dạy bảo bà con là làm tốt, nhất là cái việc xây dựng nông thôn mới. Ở thôn làng Ẻn, bà Phúc không chỉ nhiệt tình giúp đỡ bà con phát triển kinh tế mà còn vận động các hộ tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà đã cùng các đảng viên trong chi bộ thôn đến từng hộ vận động hiến đất, ngày công để làm đường giao thông. Riêng gia đình bà đã hiến 8.000 m2 đất. Từ sự nêu gương của bà Phúc, người dân thôn làng Ẻn đã hiến gần 20.000 m2 đất, ủng hộ trên 120 triệu đồng để mở rộng, giải cấp phối 2,7 km đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa. Tôi đã hiến đất 8.000 m2 cho tập thể làm đường, làm cầu. Đấy là còn những cái việc khác thì tôi luôn luôn đóng góp đi đầu. Bà tuổi cao thế nhưng mà trong các cái cuộc họp của ban công tác mặt trận là bà không lúc nào vắng mặt. Và cuộc họp nào bà cũng có ý kiến đóng góp xây dựng trong ban công tác mặt trận về chính sách pháp luật của nhà nước và vận động con em là chấp hành tốt. Từ một thôn nghèo, làng Ẻn đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của Chỉ Quang. Thôn có 82 hộ, số hộ khá giàu chiếm hơn 80%, chỉ còn 7 hộ nghèo. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào giao tuyển nơi đây khẳng định tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của bà con, trong đó có vai trò của người có uy tín như bà Đặng Thị Phúc.